Thì hôm nay Duy Nhất và Bụng Đạt sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái phần kỹ thuật phòng thủ của môn Muay Thái. Thì trong tất cả các môn võ, đặc biệt là ở Muay Thái, thì vấn đề phòng thủ rất là quan trọng. Khi chúng ta phòng thủ tốt thì chúng ta có thể phản công lại cũng như là trả đòn lại rất là tốt. Và ở bên Muay Thái thì cái phần phòng thủ quan trọng đó chính là chúng ta tạo được hai cái lá chắn hai bên. Đó. Tương tự là cái ở trên thì chúng ta có cái cặp tay, ở dưới thì chúng ta có cặp chân. Đó, thì như các bạn biết ha, bên Muay Thái của thủ chúng ta là thủ thẳng khi chân trái, bên trái ta đá bên phải thì mình sử dụng bên trái bên đe hướng chân hướng ngoài 45 độ, còn đá bên phải đá bên trái thì chúng ta đe bên phải. Đó, và đặc biệt ở bên Muay Thái thì chân trái chúng ta có thể đe được cả hai bên, các bạn biết, 1, 2, chân phải chúng ta đe được hai bên, 1, 2. Đó. Rồi như các bạn biết thì khi mà bên gối thì cũng chỏ gối chúng ta khép lại, và các bạn sẽ mở ra khi mà đá vào phần sườn á thì chúng ta rất dễ bị cuốn phần sườn, và chúng ta khép kín lại thì chúng ta sẽ không bị lọt phần sườn. Và đặc biệt là mũi chân chúng ta dính lên thì cái xương ống chúng ta sẽ cứng hơn, chung chắc hơn là xuôi lại, xuôi xuống những xương cũng bị xuôi xuống. Và hôm nay nhất và mình đã sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ thuật phòng thủ đá vết trụ dưới, đá tầm trung và đá tầm cao như thế nào. Rồi như các bạn đã biết là ở phía mà phần quét trụ thì thủ sử dụng, còn quét trụ chân phải thì đa số các vận động viên chúng ta không biết để xử lý tình huống. Thì ở đây là cách xử lý đơn giản nhất, chúng ta sẽ đem nó lên cái tầm thấp thủ quét trụ chân phải thì chúng ta dở chân thấp lên và hướng 45 độ ra ngoài. Lúc này thủ sẽ đá vô cái phần xương phần đùi gối của mình thì chúng ta sẽ bị đau. Ở lúc này chúng ta sẽ đá vô phần đùi của mình và cái tầm trung chúng ta cũng dở ngang cái phần đùi thôi. Khi địch thủ đá nó tập không thì chúng ta sẽ đưa cái gối cao lên một xíu ở ngang tầm trung và tập không, còn khi địch thủ đá tập cao thì chúng ta đưa đùi gối lên cao và hỗ trợ để cho cái phần tay của mình, đó là đùi gối nằm ở phía trong. Các bạn lưu ý đừng để cái tay nằm ở trong đùi gối, nếu cái tay nằm trong đùi gối thì địch thủ sẽ đá áp sát lên người mình, còn nếu đùi gối ở trong thì cái chân sẽ hỗ trợ cho cái phần tay sẽ chắc chắn hơn. Tương tự bên phải khi thủ đá bên trái xong bên phải thì bên trái thì cái hướng chân phải chúng ta cũng mở ra 45 độ, như các bạn biết ha, khi thủ đá quét trụ tầm thấp thì chúng ta như một bé tầm thấp thì mình sẽ đỡ được cái đầu quét trụ tầm thấp. Các bạn lưu ý chúng ta cần phải mở ra 45 độ, nếu các bạn dở thẳng lên thủ đá ở đây thì chúng ta sẽ bị đau hoặc là bị cứng phần mềm thì chúng ta rất dễ bị chấn thương, nên cái chân của chúng ta sẽ mở ra 45 độ khi thủ đá thì mình sẽ không bị đau, mình thủ sẽ bị đau. Và tương tự thủ đá phần hông thì chúng ta cũng mở 45 độ phần hông, đá phần đầu cao chân cao. Đó thì là bên cạnh đó thì còn rất là nhiều bạn có thắc mắc là tại sao làm cách nào để cái đôi chân của chúng ta cứng, hoặc là cái phần đùi của chúng ta khi bị quét trụ vô thì chúng ta bị đỡ bị đau hơn. Thì như các bạn đã biết, võ thuật thì chúng ta phải rèn luyện mỗi ngày, cho nên là ở đây để cái chúng ta có một cái đôi chân cứng thì mỗi ngày đòi hỏi chúng ta phải chạy bộ liên tục để cho cái cặp chân của mình chắc. Sau đó thì chúng ta sẽ đá vào cát hoặc là tập đá lâm bi hoặc là đánh đôi, lúc đó thì cái ống quyển mình có sự va chạm mỗi ngày thì nó làm cho mình sẽ quên được cái nỗi đau đó, nó thành thói quen. Và các bạn biết va chạm khi thi đấu mình bị va chạm thì mình rất là sẽ bị đau đó. Còn cái phần khi mà chúng ta đánh vô thì tất nhiên là tất cả các cầu thủ hoặc là mọi người thi đấu thì bị đánh trúng đòn ai cũng phải đau thôi, nhưng mà quan trọng là ở bản lĩnh của mỗi người, thì chúng ta biến cái nỗi đau đó thành cái động lực để chúng ta trả thù lại hoặc là tấn công lại địch thủ thì các bạn sẽ thành công. Chúc các bạn thành công.